ghê quá mày ơi, con ma này chắc ở Việt Nam không có đâu. Thôi đi về đi mày ơi. Ghê quá. Ui da, chiến thắng dữ trời. Được rồi, kỳ này chết với ông. Thấy ghê thiệt luôn á. Đúng rồi. Kỳ này coi tụi kiến mày còn cắn được tao nữa không. Công nhận ghê thiệt. Mai mốt không coi nữa. Hả? Chú Hê chạy. Ai hút mà. Hai người kia làm gì chạy dữ trời. Quay quay chạy. Đứng lại làm mày chạy dữ vậy. Đứng lại. Làm công ăn chuyện mấy lâu nay không có chiến công nào hết á. Hôm nay đã gà lớn, hẹn anh em có nay nghe. Ok luôn, để nha. Chiến này mình gặp con cỏ rồi, chạy báo ơi. Hello, 500 năm chuẩn bị tập hợp. Con gà này hả? Mấy người đá gà nó bị bắt. Đá gà gì ông già, nhìn lại coi. Cha nội này bị gì vậy trời, đi về. Rồi, chiến này từ chức luôn. Ê, có trái cây ăn kìa. Hai trái chuối ăn trước đã. Trái cây nào không phải buồn lắm, chị đừng có ăn. Ăn đại đi, không có sao đâu. Trái nào mà không là trái cây. Cây cưa của ta đâu? Ta là chú hề ma quái đây. Ta sẽ tiêu diệt thôi.